Alo. Câu hỏi đầu tiên, một vị Phật tử ở Hà Nội xin hỏi, lời dạy chân thật và lời dạy chân lý thì có giống nhau hay không ạ? Chân thật là nói bằng cái sự thật của thế giới này, mà cái chân thật là thoát ra ngoài cái quy luật vật lý, gọi là chân thật. Còn cái chân lý là nói về cái lý lẽ ở thế giới vật lý này thôi. Hai cái này nó khác nhau. Nhưng mà so sánh đó, thì cái chân thật đó thì nói bằng sự thật, còn cái chân lý là người ta lý luận thôi. Cái chân thật này người ta chứng minh được, người ta gọi là chân thật. Mà thường thường á, Thiền Tông nó mới nói là chân thật, còn tất cả các tôn giáo gọi là chân lý. Chân lý chứ không phải, bởi vì thường thường các tôn giáo gọi là chân lý, riêng cái đạo Phật không có chân lý. Mà chân đạo Phật là phải nói về chân thật thôi, từ hữu hình vô hình, vạn vật trên trái đất này gọi là nói gì chân thật. Rồi câu hỏi tiếp. Vị Phật tử Phan Thanh Đạt ở Bình Định có hỏi như sau: có thể đem sách Phật Hoàng Trần Nhân Tông vào môn lịch sử của Bộ Giáo dục Việt Nam để giáo dục cho thế hệ mai sau hay không ạ? Cái này á, là nói ở đây sẽ được. Ở đây người ta chỉ có nước là cung cấp ra, còn cái phần đó đó con phải hỏi cái Bộ Giáo dục á. Mà hơn nữa đó, muốn cái thực thi cái phần này thì phải Quốc hội. Quốc hội ra một cái luật giảng dạy thì Bộ Giáo dục mới giảng dạy được. Nó phải bắt nguồn từ Quốc hội và đồng thời các bộ. Mà đồng thời đó Quốc hội mà thảo luận mà ta đồng ý cái này thì mới được. Phải ra một cái luật, chứ còn không thể nói ở cái chùa Tân Diệu được. Mà chùa Tân Diệu là cái nơi cung cấp về chân thật, chứ không phải là chùa Tân Diệu đây là không nó chùa Tân Diệu là không có thuyết nha, mà chỉ giải đáp những cái gì thắc mắc thôi, qua 11 quyển sách do chùa Thiền Tông Tân Diệu phát hành ra. Rồi con hỏi tiếp đi. Người ngoài hành tinh có phải là người một trong 5 hành tinh còn lại của vòng hoàng đạo 1 hay không ạ? Cái người mà hành tinh khác không thể nào đến đây được đâu. Là vì người ta đi bằng tốc độ đi hàng ngàn năm ánh sáng, làm sao đi tới được đây. Còn có nghĩa là tất cả những cái gì mà người hành tinh lại đây, đây là cái nhà khoa học đó, nó tạo ra thôi, nghe không? Chứ người ở hành tinh khác không thể qua hành tinh tứ đại này được, là vì ta đi bằng tốc độ ánh sáng mà. Còn mà tất cả mình đi đây á, là đi bằng tốc độ của phi thuyền, là làm sao đi được. Mình bây giờ một kỹ sư 30 tuổi đi, có ai ngồi nổi 30 năm không? 30 năm, 60 tuổi mà chưa tới rồi sao đây? Rồi cung cấp thức ăn cấp trong cái lộ trình đi rồi thức ăn sao? Nói chờ kêu mà lý thuyết chơi thôi. Có nghĩa là đây lên mặt trăng về được thôi, chứ qua hành tinh khác không thể nào làm được. Bởi vì từ hành tinh có sự sống qua hành tinh có sự sống khác, đi bằng tốc độ ánh sáng mà đi hàng trăm năm vậy là sao đi nổi. Cái bằng chậm nhất phải, gần nhất là phải 100 năm. Thì cái này khoa học nó nói lý thuyết cho vui thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Một lần giải đáp thầy có nói điện từ quang nó quay thì nó trở thành là điện từ âm dương. Nếu muốn tạo được công đức thì phải biết cách tạo, thì tự nhiên nó hình thành ra cái công đức, cái điện từ quang. Có phải như vậy không? Bây giờ cái điện từ quang mình là thí dụ về cho dễ hiểu nè. Cái trời quang mây tạnh đó, trời quang không? Mà nếu cái vùng đó nó quay, nó bão á, thì nó thuộc về âm dương, không? Còn mà ở trái đất này, anh làm phước là anh tạo cái phước đức, để lên các cõi trời hoặc ở trên mặt đất này. Còn nếu mà anh tạo ác thì ở trên đất này gọi là ác đức. Đây nó có ba cái đức. Một là ác đức, rồi hai là phước đức âm, rồi phước đức dương. Ở trên đất này nó có vậy. Còn vô đây tạo giúp cho người ta đi về Phật giới là mình tạo được công đức. Thì cái công đức này sử dụng bên Phật giới. Vì thế mà tất cả các tánh Phật ùa vô cái thế giới vật lý này để mà mượn thân con người tạo ra công đức. Nhưng mà nó quên một điều là vô đây rồi nó quay theo vật lý âm dương mà cộng lại với cái cung chết của người mẹ nữa, thành ra khó tạo lắm. Rồi hơn nữa là cái vật chất cái thế giới này nó cuốn hút. Nó cuốn hút nghĩa là âm dương nó cuốn hút, là khó mà thoát ra cái quy luật này nữa. Mà khi mà hơn nữa là cái thiền tông này nó ra đời 10.000 năm mới có một trăm năm thôi. Ra đời 10.000 năm mà chỉ có 100 năm phổ biến cái thiền tông này ra thôi thì khó mà tìm lắm. Mà cái người nào mà khi mà nghe được cái thiền tông mà chấp nhận thì người đó ít ra cũng đã một lần có công đức, đã lưu lại trong cái vỏ bọc tánh Phật rồi đó, thì cái này nó mới hút được. Còn không ấy thì phải A-di-đà chứng nhận ngộ thiền ở trên cõi trời tịnh độ thì mới vô được cái này, thì nó khó. Bởi vì ông Phật nói là 1 triệu người nghe cái này chỉ có một người mặt mai có một người hiểu được cái này thôi. Nó khó, vô cái thế giới vật lý này nó khó. Tạo phước đức là rất dễ, tạo ác đức rất dễ, mà còn tạo cái công đức thật cực kỳ khó. Mà hơn nữa là người ta không hiểu cái tông đức tạo như thế nào. Từ khi mà cái thiền tông này ra đời thì nó mới giải thích được cái công đức. Chứ trước khi thiền tông chưa công bố ra không ai hiểu cái tạo công đức như thế nào. Mà họ tưởng thôi, họ tưởng tạo phước đức là công đức, vì nó sai chỗ đó. Rồi bao nhiêu người sai rồi, đã sai rồi mà còn sử dụng cái kiến chấp con người nữa thì nó càng sai nặng hơn. Rồi con hỏi tiếp đi. Người được cấp giấy yếu chỉ thiền tông cũng như bí mật thiền tông, và một người không có cấp được giấy chứng nhận mà họ cũng hiểu biết về thiền tông, vậy đường về Phật giới của họ có giống nhau hay không ạ? Giống nhau, với điều kiện họ phải học được cái công thức trở về Phật giới, phải học được cái bài này. Còn nếu mà có mà không phải ra ngoài, bởi vì nguyên tắc đó, thoát ra cái quy luật vật lý này là cô hồn nó phải thử mình 3 lần. Mà thử mới lần đầu mình đi theo nó là vô rồi, vô cái dung của cô hồn rồi hoàn toàn không cách nào thoát ra được cái quy luật này. Rồi con hỏi tiếp đi. Khi người đã mất trở thành một chung ấm thân, vậy có biết mình đã chết và mang cái chung ấm thân hay không? Biết, vừa mất thân mở sống là biết mang chung ấm thân này. Bởi vì nó chưa có quên mà. Chung ấm thân bất cứ đi đâu chưa quên, trừ trường hợp đi vào cái tử cung người mẹ mới quên thôi. Vì thế mà cái loại cô hồn á, nó chưa có chui vô đâu, nó qua làm cô hồn nó nhớ hết nha. Nó nhớ hết từ bao nhiêu cái đời trước nó sống như thế nào nó biết. Vì thế mà nó hay chỗ này nè. Nó tìm đến những cái người mà ngày quen ngày xưa đó, nó nói gì người ta tin lắm. Thấy không? Rồi nó nói tôi là kêu bằng nó đóng giả dạng người thân của mình. Nó thì nó mới lừa gạt mình được. Vì thế mà nó mới có cái chuyện mà nó nói cái gì người ta tin như đấy. Rồi con hỏi tiếp đi. Con thuê hoặc nhờ các địa điểm nơi xung quanh con ở để cho người ta mượn sách hoặc máy nghe về thiền tông. Vậy thì những người ta hiểu được cái gia chủ cho con thuê nhờ đó, người ta có công đức hay không ạ? Không. Nếu mà cho mời con thì có công đức. Mà thuê tiền bạc sòng phẳng hàng tháng không có công đức. Thấy không? Khi nào cái gia chủ đó mà mời con lại cộng tác để làm cái này thì hai người công đức chia đầu. Còn lấy 1 đồng là công đức không có. Rồi con hỏi tiếp đi. Con đã từng nghe bác nói về kiến chấp đa phương và kiến chấp đơn phương, con chưa hiểu, xin bác giải thích rõ phần này để cho con hiểu thêm ạ. Đơn phương là mình chấp một bên mình thôi. còn đa là nó nhiều, cái gì mình cũng chấp hết nên gọi chấp đa phương. Còn chấp một thứ gọi là một phương, chữ một là đơn. Rồi con hỏi tiếp. Trong quyển sách có ghi là thời Đức Phật quay trở lại trái đất để làm chung ấm thân 6 năm mới vào tử cung mẹ. Vậy trong 6 năm đó chung ấm thân của Ngài ở đâu và làm gì? Cái nào ông Phật ở đâu, từ đâu đến? Tức là Đức Phật quay lại trái đất để phải làm chung ấm thân 6 năm. Cái câu này hỏi không đúng. Đức Phật từ đâu mà trở lại trái đất làm chung ấm thân? Đã một vị Phật rồi, ta xuống đâu, ta muốn vô đâu ta vô chứ. Ta đã một vị Phật mà đã thành Phật rồi thì ta tới thế giới này ta đi vô liền. Cũng như là Thái tử Tất Đạt Đa đi thành Phật ở trên cõi trời Đỗ Xuất, thì xuống đây thì nhập vào thai của mẹ liền. Do một con voi trắng nó ủng hộ, nó để vô để gì, nó xóa cái âm lực của cái tử cung của hoàng hậu Ma Da đó, thì để Thái tử Tất Đạt Đa ở đó nó không bị quên. Bóng tối nó mới nhuộm quên, bóng tối là âm. Mà khi mà Thái tử Tất Đạt Đa ở trong đó nó không có bóng tối, thành ra vì thế mà ông sanh ra ông nhớ hết. Đó. Có nghĩa là Phật nào Thái tử Tất Đạt Đa thành Phật ở cõi trời Đỗ Xuất xuống đây nhập thai mẹ liền. Thì nhưng mà bà mẹ ra thì sẽ biết 3 ngày trước là sau này sẽ có, bà có thai, mới nhìn thấy vậy thôi. Vào cái đây đó là do một vị thần trợ giúp cho thấy bà sắp có thai, nhưng mà thai của bà đó là con voi trắng 6 ngà, nói vậy thôi. Nhưng mà khi mà giải Thiền Tông mới giải cái con rau trắng 6 ngà này được, thấy không? Chứ đâu có ông nào mà xuống đây đi vòng vòng mấy năm, con gì đó đã thành Phật thì đi đâu cũng là rất nhanh, bởi người ta chọn mà. Rồi con hỏi tiếp. Alo. Câu tiếp theo là xin thầy giải thích nghĩa câu ân vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm là ý nghĩa như thế nào? Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ưng mà đừng có dính mà cái suy nghĩ mình đừng có dính đâu hết, thì nó sẽ sanh ra cái tâm đặc biệt là cái gì? Là cái tâm tánh Phật của mình. Tánh Phật của mình là cái tánh mà ở thế gian không ai hiểu, nó khác hẳn với thế gian, người ta gọi là cái kỳ. Kỳ là kỳ diệu, tâm là cái tâm đặc biệt kỳ diệu này. Đó là đừng có dính 6 căn, đừng dính 6 trần, thì sẽ sanh ra cái tánh Phật mình sẽ thấy. Thế nên người ta gọi là nhi sanh kỳ tâm. Kỳ tâm là cái tâm đặc biệt đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Câu tiếp theo, ngón tay chỉ mặt trăng là có ý nghĩa như thế nào? Ngón tay chỉ mặt trăng là trong kinh nó dạy nè, Như Lai dạy ông đó, cái chân thật ông phải nói đến cái chữ thật, chỉ ngó đến cái chân thật chứ đừng có ngó cái tai là ý như thế nào. Thí dụ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ai cũng có tánh Phật mà không chịu nhận, đi làm thuê. Rồi mình phải chú ý cái tánh Phật á, chứ đừng có chú ý cái kinh sách, thấy không? Là muốn, bởi vì nó là cái sự thật, nó là cái mặt trăng đó, chứ không phải cái sự thật là cái ngón tay. Vì thế mà muốn hiểu cái gì, đọc kinh hiểu cái gì thì phải hiểu cốt tủy của kinh, chứ đừng có hiểu cái kinh giải thích. Kinh giải thích đó, thì mấy ông thầy ông dạy không có đúng. Vì vậy mà trong kinh nó có một cái câu này y pháp bất y nhân. Y pháp là nghe lời cái lời dạy đó, chứ đừng có y lời cái ông đó nó dạy. Cái ông đó lại không có đúng đâu. Tất cả thế giới này người nào dạy đúng thì ông đó phải kiến tánh dạy mới đúng. Còn mà không kiến tánh, vì tiền vì danh đi ra giảng hoàn toàn sai hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Phần tiếp theo là ý nghĩa của 3 mặt trăng là ý nghĩa ra làm sao à? 3 mặt trăng đó là người ta nói về cái tánh thấy, cái chân lý của cái tánh Phật thấy á. Cái tánh Phật tự nhiên nó thấy, đó là mặt trăng thứ nhất. nó phát đi tiếng thấy, gọi là mặt trăng thứ hai. Thấy mà theo ham muốn là mặt trăng thứ ba, là đi luân hồi đó. Mặt trăng thứ nhất không luân hồi, mặt trăng thứ hai không luân hồi, mặt trăng thứ ba là luân hồi. Đó là nói về ham muốn của mình đó. Mặt trăng thứ ba là ham muốn đó, gọi là mặt trăng phàm phu. Cũng như cái đèn, nó hằng sáng là nó sáng thôi, mà nó phát ra cái lực sáng đó là nó tự nhiên đó. Còn nó phát mà để nó dính vô cái gì đó, là nó là mặt trăng thứ ba đó. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, thần có trách nhiệm là thực thi nhân quả, nhưng trước khi thực thi nhân quả thì có sự sắp xếp và can thiệp của thánh, vậy là như thế nào ạ? Thánh là trợ giúp thôi. Ví dụ bây giờ mình ở thế gian này nè, cái anh xạ thủ anh muốn bắn cái gì đó, mình nói về quân đội á, thì cái anh xạ thủ tức là cái anh lính á, anh bắn. Nếu mà muốn bắn á, thì nhờ một cái trợ lý nó nhìn, nó sắp xếp cho cái mục tiêu bắn. Vì thế mà khi mà thần thực thi nhân quả bất cứ cái gì thì thần nó phải sắp xếp, thánh phải sắp xếp. À, bây giờ thực thi đôi cho nó, nhờ cái ông thánh này nè, ông trợ giúp đó, thì mới được. Giống như cái anh kỹ sư anh làm thì phải có cái ông thợ, ông giúp đỡ thì ông kỹ sư mới làm được. Thấy không? Tất cả xây dựng cái gì phải ông kỹ sư thực làm, nhưng mà là cái người làm đó là công nhân làm. Thì cái người làm ở cái cõi vô hình chính là ông thánh đó. Rồi câu hỏi tiếp. Những người tu theo pháp môn Pháp Luân Công nói là đầu tiên là để rèn luyện sức khỏe và cuối cùng là để giải thoát, thì như vậy có đúng hay không? Sức khỏe là đúng, giải thoát hoàn toàn sai. Thoát người ta đi coi cái công thức của người ta chứ làm sao có cái chuyện đó. Chính cái người mà tu mà Pháp Luân Công rồi mà khi vô Thiền Tông không bỏ coi chừng đi xuống á, đi xuống sâu hơn á. Tôi chỉ nói sâu thôi, tôi không biết nói đâu. Chính những người mà Pháp Luân Công mà vô đây tu rồi mà không chịu điều chỉnh, nhân quả nặng lắm. Thấy không? Nhân quả rất nặng, coi chừng cái này. Rồi hỏi tiếp đi. Khi trái đất bị tan rã ra thì nền văn minh không gian có tồn tại nữa hay không ạ? Trái đất tan rã ra đó thì cái người còn sống á, nó chết, nó biến thành trung âm thần hết, nó chuyển qua cái trái đất mới nó ở. Thì làm sao mà nó ấy. Nhưng mà cái nền văn minh không gian á, nó lưu trữ trong cái trung âm thân á, rồi nó mang thân người nó mới phát ra. Thấy không? Nó vẫn còn. Trái đất này bể thì tất cả những người còn sống đây chuyển thành trung âm thân hết, chết chuyển trong thân qua cái thế giới mới. Thế giới mới nó sẽ kè sát cho mình trong vòng một nửa tiếng đồng hồ, trong vòng mấy giây nửa tiếng đồng hồ là nó qua hết bên kia. Rồi con hỏi tiếp đi. Các nhà khoa học thì dựa vào đâu mà phân biệt được các thời kỳ như đầu đá, đầu đồng hay thời kỳ nguyên tử? Bây giờ á, nó đo về cái khoảng cách á, thì nó dùng thước. Bây giờ nó đo về không gian, nó dùng cái tiếng động để nó đo. Bây giờ mình muốn đo về cái vấn đề mà cái làn sóng điện nó đi á, thì bây giờ người ta đo bằng cái điện từ. Bây giờ thí dụ đài Hà Nội nó phát với đài Sài Gòn nó phát hai trái tivi này để chung, thì cái khoảng cách nó sẽ biết cái tiếng động nó đi mấy thời gian bao nhiêu, là nó đo bằng cái đó đó. Thì nó dùng cái khoảng cách của vật lý nó đo, cái đó là chuyên môn của nó. Mà phải điện từ xuất phát ra thì nó mới thí nghiệm được cái này. Vì thế mà nó đo từ đây đi mặt trăng thời gian biết bao nhiêu nó biết, và các ngôi sao nó biết, là nó đo bằng cái sóng âm của điện từ thì nó biết cái khoảng cách. Rồi có hỏi tiếp đi. Sau khi hết giáo pháp của Phật Thích Ca thì Đức Phật Di Lặc Bồ Tát, vậy thì hiện tại Đức Phật Di Lặc Bồ Tát đang ở cung trời nào ạ? Bây giờ mình cứ tính đi. Cái chu kỳ ông này sắp hết thì ông kia sắp mãn ở trên kia, là vì cái cõi nước tịnh độ với cái trái đất này là 10.000 năm nó phải quay một lần. Giữa trái đất này và cái nước tịnh độ nó tương đương cái thời gian giống nhau. Ở đây là chuẩn bị hư, thì bên kia có người chuẩn bị xuống. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi kế tiếp là quý thầy có nói Đức Phật dạy khi người ta cúng dường hoặc làm việc thiện cho mình phát tâm hoan hỷ cho việc làm đó thì phước đức của mình bằng với phước đức của người cúng dường. Vậy cho con hỏi, Đức Phật có dạy những điều như vậy hay không? Cái này nó bằng là không có đúng, là nó vui theo, cái ăn theo thôi, ảnh hưởng. Dùng cái chữ ảnh hưởng là đúng hơn, chứ không có bằng. Dùng ảnh hưởng, thấy không? Chứ còn không bằng. Bây giờ cái ông A ông cho thì ông B vui theo thôi. Ảnh hưởng giữa cái phước đức thôi, chứ còn không có bằng. Có phước nhưng mà ảnh hưởng. Rồi, câu hỏi. Khi đi luân hồi thì công đức của mình đã bị bôi đen. Vậy thì nó đã bình thường sống trong thế giới vật lý này. Vậy tại sao khi những người có công đức bôi đen đó gặp Thiền Tông thì lại bị hút vào? Bây giờ con thấy cái cục 500 đó, phải không? Dầu con có sơn cả nào mà đưa vô sắt nó vẫn hút. Có vậy thôi, đơn giản thôi. Nhưng mà nó phải là hút sắt, chứ còn cây nó không hút. Tuy không biết nó là 500 nhưng mà đều đưa vô sắt nó hút. Sự thật người ngoài mình thấy mình mới biết 500, nhưng mà nó bôi mình đâu có biết nó là 500, nhưng mà đưa vô nó hút. Là nó hút gì theo thế giới này là cái thuật nó lại vậy để người ta biết thôi. Chứ còn nếu mà mình ở đây mà mình có cái công đức mà không bị bôi đen thì không sử dụng thế giới vật lý này được. Nó khó. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Lúc trước trong cái công thức thầy nói khi mình đã qua các cảnh mà mình không theo thì xuất hiện một màu vàng sáng tự hút mình lại. Sau này thầy nói nếu mình không theo hoa tiêu thì mình không về được. Vậy là có nghĩa sao ạ? Có nghĩa là bây giờ mình thấy hoa tiêu rồi mình đi theo. Còn mà thấy hoa tiêu mình không theo thì hoa tiêu giả nó sẽ xuất hiện liền, nó dẫn mình đi. Mà dẫn đi đâu? Nó dẫn về thế giới vô của hồn á. Tất cả những người không về Phật giới được phải vô của hồn ở. Như quả tiêu giả này là của hồn mà, chứ đâu phải ai đâu. Mà bởi vì coi chừng cái vụ này nè. Tất cả những gì mà khi mà cái nâng cấp của cái Thiền Tông ra đời, nó từ từ nói cao lên, chứ không phải một lúc đầu không dám nói được. Là vì thế này, trong giáo lý Đức Phật có nói là tất cả những lời ban đầu mà con nói thật là nó ăn cắp hết. Nó ăn cắp hết, nó làm băng hoại cái Thiền Tông này. Vì thế mà có nhiều người mới nghe Thiền Tông mới có mấy tháng ra xưng dương liền. Ông Phật ông biết. Giống như mấy đứa học trò mới học tới biết viết rồi cái đi ra làm thầy giáo. Ta lên đại học rồi ta chưa ra làm thầy giáo nổi mà nó mới lớp 5, lớp 6 ra nó mở trường nó dạy. Ông Phật cũng biết. Thành ra ông phải bắt buộc phải dạy từ từ rồi mới nâng cấp lên. Bây giờ thì có thể ăn cắp được á, nhưng mà nên nhớ rằng tôi cũng còn mấy món tôi giữ lại để tôi thử. Thấy không? Chứ nếu không thử là ấy, bây giờ nhiều người bây giờ nó nổi lên rồi đó. Nhưng mà cái này nổi lên nhưng mà anh có tâm tài lực thì dòng Thiền Tông sẽ theo anh. Còn nếu mà anh không có tâm tài lực, dòng Thiền Tông nó sẽ phá anh, nó giết anh. Phải coi chừng cái chỗ này. Chứ đừng có tưởng đâu là mình giúp được người này người kia, mình coi chừng. Trong đó mình giống như là mình học chưa tốt nghiệp mà mình đi ra dạy thì chắc chắn mình sẽ bị tai họa. Giống như mình học lái xe, chưa học hết chương trình của người ta, mới học có một hai phần thôi, ra lái nhiều cái mà nó xảy tới mình không xử lý được là mình tiêu thân liền. Phải hiểu cái nguyên tắc này. Vì thế Thiền Tông nó ban đầu, tại sao Thiền Tông có mấy chữ mà dạy tới mười mấy năm, công bố ra hai năm mấy và bắt đầu mới chuẩn từ từ đi lên. Nó phải hiểu cái nguyên tắc này. Thấy Thiền Tông rất dễ nhưng cực kỳ khó. Thấy không? Bây giờ mà những người mà theo Thiền Tông cách đây 8-9 năm, tìm có người nào hoàn toàn không còn. Đi cúng là hết, mấy người đó đi cúng hết. Chứ không phải đơn giản đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Trước khi chết 3 ngày thì ông thần báo trước cho mình không được nói ra. Vậy mình ghi lại để cho con cháu nó hiểu có được hay không? Được, nhưng mà ông không hiểu đâu. Cho con cháu biết là ta thấy vậy, để chi nó cảnh cáo với con cháu để nó biết á. Nhưng mà thường thường mấy cái người đó đó, ổng tu Thiền Tông, con cháu sẽ biết. Bởi dù muốn không thời gian dài cũng phải nói con cháu hiểu cái gì. Mà bây giờ đã công bố ra cái đường về Phật giới rồi đó, thì mình nói là con cháu, ông sẽ đi đường đó đó. Thấy không? Nếu mình biết mình nói cho đúng thì mình về Phật giới thì không ai lừa mình. Còn nếu mà mình không hiểu rồi thì chắc chắn bị lừa. Bị ông Thánh lừa mình. Ông Thánh thừa mình mà mình vô đâu giờ? Vô trong thế giới ổng à. Phải coi chừng cái phần này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Mẹ con đã mất hơn 30 năm và chôn cất. Bây giờ thì cái mộ nó bị người ta làm nước thải công nghiệp đổ vô xử lý qua, thì gia đình có nói là muốn điều chuyển đem cái mộ này đi chỗ khác, thì không biết như vậy có được hay không thưa thầy? Được, ai rầy mình. Có nghĩa là ba mẹ mình đã đi rồi đó. Trừ trường hợp ba mẹ mình mà ở dòng tộc mà không chịu luân hồi thì phải ở mồ mả. Mà nếu mà nên nhớ nè, khi mà ra cái mồ mả muốn thử của ông bà cha mẹ còn ở đó thì đốt nhang, thử xin keo. Một lần mà được nha thì được. Còn không chắc ăn xin 3 lần được là được. Thấy không? Chứ còn nếu mà ba mẹ mình ngày xưa đó mà tu cái gì đó thì đã đi rồi, thì bây giờ chỉ là cái nấm xương thôi. Còn bây giờ nếu mà mình hiểu là cha mẹ mình ngày xưa không có tu cái gì hết mà ở dòng tộc, mà nếu chỉ đi luân hồi thì trong vòng mấy tháng đi rồi, trễ lắm là năm đi rồi. Giờ 30 năm mình có nghi thì nên đốt nhang và xin keo, chứ không có làm là không có xin xăm, xin keo. Đây là cái tục lệ đó, cái này cũng không phải là của đạo Phật mà lo dù của cái đạo lão, mà đạo lão kinh nghiệm trong cái thế giới vật lý. Ông lão tử kinh nghiệm trong thế giới vật lý rất đúng. Mình ăn cắp ổng là vậy thôi, chứ không phải là đem cái này đem đi là mướn người ta, không phải vậy. Bây giờ mình không hiểu cái thế giới vô hình như thế nào, thì bây giờ chỉ có bằng thử cái đó thôi, thấy không? Còn nếu thì còn cái chuyện mà di chuyển thì đơn giản thôi. Ông bà cha mẹ mình ra tiếng còn cũng đâu có nói cái gì cái phần này. 30 năm là nói thiệt chứ nào. Thì có nhiều khi là tới đời cháu rồi, chứ đời con cũng khó lắm. 30 năm, ví dụ ba mẹ mình mà mất lúc nào là mình 40, 30 là mình 70 rồi, biết còn sống nổi 70 không? Thấy không? Thì thôi mình dùng cái thế giới vật lý mà căn cứ vào cái đạo lão rất đúng. Thấy không? Bây giờ mình đừng có nói là đạo lão cúng nó không phải là không đúng, cúng rất đúng, mà cúng có hồn. Chứ không phải là lão cúng ông Phật, ông trời, không phải vậy đâu. Nhưng mà tại vì người sao người ta làm sai. Đạo lão là cúng cho cô hồn ở thế giới này thôi. Mà tại vì mấy ông tưởng là cúng, nghe nó cúng ông Phật đâu ăn đây. Mà sai là do mấy ông thầy làm sai. Đã cúng thì phải cúng cho cô hồn, chứ không phải cúng cho Phật, hoặc là cúng cho trời, không có cúng cho tiên, không có cái chuyện đó. Mà cúng cho cô hồn. Mà cô hồn thì người ta đổi cái danh gì cho nó đẹp thôi, chứ sự thật đạo lão cúng là cúng cô hồn. Rồi con hỏi tiếp đi. Vào thời kỳ của Đức Phật thì Ngài A Nan dùng vật liệu gì để viết ra cuốn Quyền Ký à? Bây giờ đó muốn biết đó, thì mình hiểu thế này nè. Hồi ông Phật có mặc quần áo không? Ông Phật mặc quần áo rất đẹp, thì cái chất liệu mà làm giấy rất đẹp hơn. Nên nhớ căn cứ nó văn minh là nó văn minh theo cái quần áo, trang phục của người ta. Bây giờ ông Phật mặc áo rất đẹp, mà không lẽ cái giấy không làm được. Thì giờ hỏi tôi chứ giấy viết làm sao, thì cũng viết bằng giấy nhưng mà nó chất liệu người ta viết nó không bằng bây giờ thôi, nhưng mà nó vẫn có, thấy không? Vì thế mà đạo Phật á, bây giờ tại sao mà bây giờ là tất cả các kinh, kinh nào cũng mấy chục quyển không, đại thừa tiểu thừa, nhưng mà trong cái kinh Kim Cang đó chính xác nhất 600 quyển mới thành đủ một bộ kinh Kim Cang. 600 quyển thì nhớ đi là bao nhiêu giấy tờ. Rồi kinh Nikaya, Nikaya nó dịch là kinh trừ A-hàm đó. Cái nào cũng cả mấy trăm quyển. Mình phải căn cứ vào cái văn minh của cái người từ đó. Mặc áo rất đẹp thì giấy nó cũng rất đẹp. Có nghĩa là ngày xưa người ta làm thủ công, còn mình đây làm máy móc thôi, nó nhanh vậy thôi. Chứ làm thủ công, còn bây giờ ở bên Nhật á, có nhiều cái giấy thủ công á, mà nó tốt hơn cái giấy công nghiệp. Nó bên Nhật bây giờ nó chứng minh rằng cái giấy thủ công người ta làm á, nó rất tốt hơn cái giấy công nghiệp luôn. Thì bây giờ mình hỏi là giấy gì thì mình không biết giấy thôi, giấy gì hồi đó ổng đâu có để công thức lại để mình biết. Rồi con hỏi gì? Câu tiếp theo là thưa bác căn cứ vào đâu mà nói rằng Thiền Tông là do là Thanh Tịnh Thiền đổi tên? Này chưa có đọc cái quyển mà 36 Vị Tổ. Thì ông Phật nói là khi truyền thiền, ông bảo là cái tới đời ông A Nan phải đổi là Thiền Tông, thiền thanh tịnh, để nó có thành quả cái này. Nhưng mà đi theo cái dòng thiền phải đổi là Thiền Tông. Cái này là ông Phật dạy, tới đời A Nan phải đổi là Thiền Tông, thiền đi theo cái tông dòng của nó gọi là Thiền Tông. Rồi cứ hỏi tiếp đi. Sau này khi cái bảo tàng Thiền Tông thành lập xong thì bác sẽ lưu lại hết tất cả những gì của pháp môn Thiền Tông. Vậy sau này con chụp lại hết tất cả những gì bác lưu và mang về trang trí nơi Thiền Tông thất quê con việc làm của con như vậy để cho những người đời sau họ hiểu thì có được hay không? Được, làm trong sáng được. Có nghĩa là ở đây có cái gì copy đem về tới cho đó được. Với điều kiện là mình tất cả mình phải hiểu nha, chứ còn nếu mình không hiểu thì chỉ người ta. Ví dụ cái câu thơ đó giải thích được thì nói cho người ta nghe, còn đó thì cứ chỉ cái câu thơ tùy theo ha. Nhưng mà đừng có lợi dụng cái này. Cái Thiền Tông này không có nên lợi dụng. Làm cái gì thì phải làm cho rõ ràng, kết quả rõ ràng, đừng có lợi dụng. Mà thứ nhất, Thiền Tông anh đừng có trục lợi, thấy không? Bởi vì đây cái dòng Thiền Tông này nó ra ban đầu nó gian khổ lắm chứ em, không ai biết. Mình cắt cái chùa ra hay mình phổ biến này ra là không ai biết được là cái gì. Nhưng mà từ khi công bố quyền ký thì người ta mới hiểu cái Thiền Tông thôi, chứ trước đó người ta không hiểu. Vì thế mà có nhiều vị khi mà nghe đọc tới cái sách này tự nhiên là chê bai, tại ta không hiểu vậy thôi. Rồi bây giờ đó nó dần dần nó sẽ ổn định lại. Rồi từ đây, bởi vì tôi nói là trong năm nay Thiền Tông sẽ biến chuyển. Mà biến chuyển như thế nào thì dần trong một tháng, 2 tháng tới nó sẽ thấy, nó sẽ có cái biến chuyển. Rồi hỏi tiếp đi. Người tu theo pháp môn Thiền Tông trước khi chết mở kinh an vị Phật thì có giúp ích được gì hay không? Nếu người đó mà tu Thiền Tông thì có giúp ích, còn có nếu mà chưa không có chừng. Có nhiều khi cái người ta tu tịnh độ mà nghe cái này nó chịu không nổi rồi bắt đầu nó loạn đi. Thành ra cái phước đức nó bị rối, thì coi chừng nó đi vào trong cái nhân quả xấu. Duy nhất chỉ cái người nào mà thích cái này thì mình mở ta coi, còn không có thôi. Thì mình phải theo cái, người ta tu vật lý nó quen rồi thì mình cứ theo vật lý đi để để cho người ta hưởng phước. Chứ đừng có làm một cái sai, một cái thì nó không có đúng. Chứ mình giúp, không giúp được mà lại làm cho người ta khó chịu, mình không nên cái này. Giờ con hỏi tiếp đi. Người theo pháp môn Thiền Tông mà bị nhiễm âm nặng thì có biểu hiện như thế nào? Nói tầm bậy, giống như ông lên bà xuống á. Đưa Thiền Tông mà cứ nói tu thấy này thấy kia là nó nhiễm âm nặng đó. Thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Khi giấc mơ báo trước thấy màu vàng sáng rực của người có công đức thì báo hiệu ngày sắp mất là sẽ có hiện tượng như thế nào ạ? Thì cái chim bao mình làm sao biết, tôi hỏi. Đã ta nói là trước khi mình mất 3 ngày thì thấy ban đêm mình làm chim bao mình thấy vậy đó. Mình hỏi tôi sao? Thấy nó màu vàng sáng như thế nào thì tự mình biết chứ. Giống như mình uống nước nóng lạnh tự biết chứ giỏi chứ. Nó nóng kiểu nào, nó lạnh kiểu nào ta trả lời được. Có nghĩa là ta giải thích bằng căn bản cho mình hiểu thôi. Thấy không? Rồi mình phải suy ra trong cái Thiền Tông á, cái bằng đường về Phật giới người ta nói rồi mình căn cứ vào đó coi mình nằm ở trong cái gì. Tự mình biết thôi chứ còn nếu mà muốn tôi đấy thì phải làm cái bài giải trình. Rồi tôi sẽ chỉ cho, rồi tôi hỏi trực tiếp, rồi tôi mới nói cho nghe. Chứ bây giờ không có thể đóng mò được, không thể nghe sơ mà trả lời được, nó không đúng. Thiền Tông khó lắm. Nói thì phải cho đúng, chứ không có được, không có mơ hồ. Thiền Tông không cho nói mơ hồ. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật là thấy, nghe, nói, biết. Vậy tại sao người câm điếc họ gieo nhân duyên gì mà họ lại bị chịu quả như vậy? Thôi cái này thì ông Phật nói là bị nhân quả thôi. Chứ còn bây giờ mình nói gì rồi mấy ông điếc, ông nghe là ông chửi mình, ông được. Đấy không? Đã cái mà kêu bằng trong tất cả các kinh mà kêu bằng bên vật lý, ta nói giải rõ rất, cái này rất rõ, chịu khó đọc. Thiền Tông không nên khơi cái mà xấu của người ta ra, không được. Đấy không? Trong kinh vật lý nói rất rõ là trong kinh quả báo, trong kinh nhân quả, về mua đọc y chang. Thiền Tông không được quyền nói cái này. Thiền Tông chỉ là nói giúp cho người nào ta hiểu cái này thôi. Chứ còn cái mà khổ của người ta đừng có xen vào. Rồi câu hỏi tiếp đi. Trong lời dặn dò đường số 4B, Đức Phật có dạy suy nghĩ làm phước dương, cầu mong đến cõi trời Ngọc Hoàng sinh sống. Mà Chúa Trời Ngọc Hoàng là ở trên đó sống đời đời. Vậy thì có còn cơ hội về lại làm con người hay không? Bây giờ đó, thế giới vật lý này ở đâu nó cũng có thành trụ vậy đó. Mà sở dĩ nói đời đời là tại vì lặp lại cái đạo người ta nói. Tôi nói lỡ thôi. Bởi vì tôi nói cái Thiền Tông này anh phải tu bằng trí tuệ. Ở đây người ta nói anh phải hiểu. Anh hiểu tại sao người ta phải nói vậy. Thấy không? Bây giờ đã người ta nói là đời đời rồi mình ra đây mình bác sao được? Đâu dám không? Dám bác không? Thì cũng nói lên đời đời. Nhưng mà điều ta kèm ra là ta kèm nói một câu là anh phải hiểu bằng trí tuệ. Trước khi muốn tu Thiền Tông thì phải hiểu cái tam giới này và cái quy luật của tam giới này. Thứ hai, nhân quả luân hồi. Thứ ba là trái đất, nơi ngũ thú tập cư. Nắm được 3 căn bản này thì anh tu Thiền Tông không sai. Còn tôi nói gì thì nói, có nghĩa là nói thẳng vô không nói được. Mà tôi chỉ nói để rồi khi nào mà tôi nói là kèm theo trí tuệ thì phải nên là xét lại cái câu tôi nói đó, đúng mà khai. Thì muốn ác là phải hiểu là cái căn bản cái tam giới là như thế nào, trái đất này ngũ thú tập cư là sao, quy luật nhân quả là sao. Rồi người ta nói chỗ này chỗ kia mình cũng lặp lại, nhưng mà kèm theo phải bằng trí tuệ. Nghe tôi nói phải hiểu bằng trí tuệ, chứ đừng có đụng đầu tin đó. Vì thế mà Đức Phật cái câu này ông đã nói thế này nè: khi Như Lai nói ra một điều gì các ông đừng có tin liền. Thấy đúng tin, không đúng đừng tin. Đức Phật đã từng nói câu này, ý cái chữ này. Tất nhiên ông nói mà ông còn giấu á, thấy không? Chứ không phải ông nói rồi bắt buộc phải nghe ông đâu. Mà cái này thì không nên nói cộng đồng, nói chỗ riêng. Tôi nói cho nghe, bữa nào vô Thiền Tông thất đừng có thu gì hết, vô tôi nói cho nghe. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo: Nếu hoa tiêu thật đến trước mình mà chưa kịp thử, hoa tiêu thật mất đi thì làm sao có xuất hiện nữa hay không ạ? Hoa tiêu thật trước gì? Khi nào mà cái trung ấm thân mình mở đi ra đó, khi nào mình cái thế giới vật lý nó, ông thần đồng ý thả mình ra thì nó mới xuất hiện chứ, làm sao xuất hiện trước được, thấy không? Mà xuất hiện trước mình không có làm sao biết nó xuất hiện trước. Có nghĩa là đi ra ngoài cái thế, có nghĩa là mình giống như mình nói gì cho nó dễ hiểu, mình ở tù ra cửa tù, cái ông mà quản giáo ông trả rồi, giờ tao thả tù mày rồi đó, thì bắt đầu mấy cái ông cò mới xuất hiện. Chứ bây giờ mình chưa ra có ông cò nào xuất hiện, thấy không? Mình phải hiểu cái thế giới này. Khi nào thả ra rồi đứng ngơ ngác nhìn thấy nó mới xuất hiện, rồi giả thiệt nó mới xuất hiện từ chỗ đó đó. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo xin mời anh Phạm Tấn Tài đến từ Cần Thơ đặt câu hỏi. Kính thưa Diệu Chủ, kính thưa Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu cùng quý Phật tử có mặt hôm nay. Con là Phật tử, thế danh là Phạm Tấn Tài, pháp danh con là Thích Trúc Thế Hỷ. Con có hai trạng thái lạ xin hỏi Diện Chủ với nhà Diện Chủ giải đáp dùm. Trạng thái thứ nhất, trước đây con cũng tu tập để tâm thanh tịnh. Có một ngày nọ con đang làm công việc thì con cái thấy cái ngoại cảnh xung quanh, cảnh vật xung quanh nó rất là thanh tịnh, mà nó trong mà nó sáng, mà nó mát dịu, mà tâm con thì nó cũng rất là nhẹ. Vì xin Viện Chủ giải thích dùm cho con cái trạng thái này là gì. Bây giờ tôi hỏi nè, anh biết tâm là cái gì không? Tâm thanh tịnh, trả lời cái tâm mà tôi trả lời rồi. Tâm là cái gì? Tâm là do duyên hợp của tứ đại mà nó tạo thành. Tạo thành cái gì? Tâm thì nó là, theo con đọc sách con hiểu tâm là tim. Cái tim làm sao hiểu biết được? Tại vì con thường dùng cái danh từ, ngày xưa thì con dùng danh từ tâm, nhưng bây giờ con biết được là nó là tâm vật lý. Rồi bây giờ nè, bây giờ thôi cái tạm thời cho cái tâm là cái hiểu biết đi, phải không? Nhưng mà nếu mà nói gì Thiền Tông là không có đúng, nhưng mà để cho giải quyết được cái chuyện này, có khi nào đọc Kinh Kim Cang không? Dạ có. Trong Kinh Kim Cang câu nào nó phá chứng đắc? Đọc hết kinh không hay là đọc qua mấy trang? Con nhớ có trong Kinh Kim Cang có một cái câu là nhược kiến sắc cầu ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai, hoặc là câu là phùng Phật sát Phật, gặp ma sát ma. Tự anh Kinh Kim Cang là tự anh trả lời được cái câu mà anh thắc mắc hỏi tôi vậy. Cái câu Kim Cang đã trả lời rồi. Thế giới này là ngũ thú tập cư, vậy chứ ai làm cái hiện tượng đó? Suy nghĩ gì phải không? Ai làm hiện tượng này? Thì tự đọc Kinh Kim Cang là tự phá được cái này, là tự trả lời được rồi. Nhưng mà tại mình không muốn trả lời thôi chứ. Kêu bằng phùng Phật, phùng ma, sát ma, gặp Phật, gặp ma, giết ma. Tất cả những cái hiện tượng trên thế gian này xuất phát từ đâu? Hoàn toàn mình không chấp nhận. Ngoài ta tìm Phật ắt theo tà. Cái đó là cái gì? Những cái hiện tượng đó là ai làm ra? Nó do Thánh làm ra đó. Tất cả những người tu thường gặp những cảnh này. Tại sao? Nó thấy mình dụng công tu thì nó đã làm cho mình thấy. Mà mình tưởng là đa số mấy người chứng đắc là chứng cái điều này nè. Bởi vì tôi không nói ai, có nhiều ông ngồi thiền 5-7 ngày thì thấy cái này, ngày nào cũng thấy, rồi tuyên bố tôi thành Phật rồi đó, tôi thành Bồ Tát rồi đó, tôi thành A La Hán. Là cái chỗ này. Kinh Kim Cang là kinh phá chấp. Anh thấy bất cứ cái gì thế gian này hoàn toàn không sử dụng tới, dẹp, thấy không? Thành ra câu này tự Đọc Kinh Kim Cang mà mình hiểu cái này, nếu mình chịu khó nâng cấp cái trí khôn mình lên chút xíu thì mình lại giải thích được cái này. Thành ra những cái hiện tượng đó là do ai? Do Thánh làm. Vì thấy mình dụng công tu mà, thì bây giờ ông cho mình thấy để chi. Nhưng mà nên nhớ là thấy mà cái đi theo ông vài lần, mai mốt thì thành ra mình chứng đạo luôn á. Chứng đạo rồi bắt đầu mình đi tuyên bố, mình lập cái này lập cái kia. Để ý tới cho đây. Cái câu này trong nhà Phật, trong Thiền Tông không trả lời, mà ta chỉ dạy căn bản rồi mình hiểu. Mình hiểu mình áp dụng thôi chứ không trả lời được câu này. Vì trả lời câu này nó mít lòng. Thành ra bây giờ tôi nói chỉ đem Kinh Kim Cang ra áp dụng với câu này là đúng. Rồi hỏi câu khác đi. Dạ, cảm ơn viện chủ. Trạng thái thứ hai là cũng gần đây thì cũng một ngày nọ cũng ngồi cũng như ngồi chơi vậy thôi, mà cũng để tâm thanh tịnh. Cũng bất chợt là tâm con nó tự nhiên nó cảm nhận như là nó không có thân, mà nó vẫn thấy nghe hay biết cách rõ ràng, mà nó rất là trong. Bây giờ tôi nói thế này nè, con có làm cái bài thơ để mà diễn đạt cái trạng thái này, con xin phép diễn chủ đọc được. Đọc riêng đâu. Nơi tịnh thất một mình con ngồi đó, giữa núi rừng tĩnh lặng thật yên bình, tâm hồn con cũng giao hòa trong đó. Bỗng bất chợt thân tâm con trống rỗng, thật diệu kỳ một trạng thái không thân. Nhưng thấy nghe hay biết rất rõ ràng, chớ chẳng phải là rỗng không vô ký. Trong rỗng lặng vẫn thấy nghe rất rõ, thấy rõ ràng rộng khắp thật mênh mông. Với cái nghe cũng thật là rất rõ, nghe rõ ràng chẳng trước cũng chẳng sau. Những âm thanh lại nghe đồng một lúc, rất diệu kỳ không chồng lấp lẫn nhau. Nghe rõ ràng nào có phân biệt chi, rồi chốc lát con trở về như cũ. Con vẫn ngồi trên đồi núi một mình. Xin viện chủ giải thích dùm cho con cái trạng thái này. Cái trong lúc mà anh xuất phát được cái thơ này nè, anh có ham muốn không? Anh muốn cho anh thanh tịnh không? Dạ không, nó là bất chợt. Tại vì con để tâm thanh tịnh đó, thường thói quen của con là con làm việc là làm việc tập trung trong công việc. Mà khi không làm việc gì nữa con để tâm thanh tịnh. Nên nhớ một điều á, mình làm cái gì mình không mấy mà mình chú ý mình nghe cái đó, mà nhớ giờ chú ý mình đừng có phát ra đó. Mà nó phát ra chính là cái tâm tánh Phật của mình đó. Còn nếu mình mong muốn thì tánh của hồn nhào vô đó, ăn thua với mình. Ăn thua mình trả lời được hai cái này, tự mình xét lại là mình sẽ biết là thơ của dần thơ của Phật hay là dần thơ của hồn nó nằm ở chỗ này. Vì trong cái lúc mà người ta đường dặn dò nên nhớ một điều, mình ham muốn mà được thì cô hồn sẽ giúp mình. Bất chợt thì tánh Phật hiển lộ. Cái đó là tự mình quyết định coi cái nào. Vì thế mà Đức Phật đưa cành canh qua xe lên 1250 người không biết, chỉ ông Maha Kajip cười. Bất chợt ông cười. Hỏi ổng thì ổng xuất phát ra 44 câu kệ liền. Đây là cái tánh Phật đó. Còn nếu mà Đức Phật hỏi ổng ngồi suy nghĩ hơi rồi cô hồn nhào vô giúp. Mà nên nhớ là một vị Phật ngồi đó cô hồn không dám xuất hiện. Thấy không? Nên nhớ là đặc biệt cái câu hỏi nó nằm ở chỗ nào thì mới được. Câu hỏi mà nếu mà nó ở trong cái chùa Thiền Tông cô hồn không xuất hiện được. Mà câu hỏi nằm ở trong rừng núi coi chừng 90% là của cô hồn. Nên nhớ một điều, tùy theo cũng dần thơ nhưng mà tùy theo nó cái địa điểm. Thấy không? Chùa Thiền Tông qua còn cô hồn không dám vô. Tuy không ai gác cửa nhưng mà nó không tới. Nó nhìn thấy cái hình tượng của Thiền Tông thì nó phải đứng xa 50 thước chứ nó không dám lại gần. Phải hiểu cái chữ phần này. Thì cái phần này Thì về suy nghĩ hỏi coi là thứ nhất là cái vị trí mình xuất phát thơ nằm ở chỗ nào, thứ hai mình có mong muốn hay là không. Tự phát là đúng nè, còn ham muốn rồi ngày mai lặp lại thì coi chừng ổng vô á, thấy không? Thì cái này là người ta chỉ giải vì cái lý thôi, chứ còn bằng cái sự thật như thế nào là do mình. Mà khi đó mà cái thơ này nè, nó phân nửa bên đây và bên kia, chưa có xác định được. Nên nhớ một điều, bất chợt anh nhìn thấy cái gì, bất chợt thôi là nó đúng về sự thật. Mà nếu mà bất chợt mình thấy cái một chút mình muốn thấy trở lại, nó gặp là sai, hoàn toàn là sai, thấy không? Vì thế mà ông Phật ông mới thử cành cam sen, bất chợt ông mới thử, chứ không phải là ông đâu có nói trước đâu, thấy không? Mà bao nhiêu người không biết, mà chỉ có Maha Kajip ông biết mà nó kèm theo cái thơ kệ nữa thì mới đúng. Còn biết mà không có cái gì là không đúng. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi thêm một câu hỏi cuối cùng, đó là câu hỏi về vật lý. Là trong thân con nó có một cái năng lượng, mình con tạm gọi nó là cái lực, thì nó ở ngay chỗ cái ngực á, nó nóng mà nó rất là mạnh, mà cái tim nhiều khi nó gô, rồi bắt đầu nó rút lên trên cái bộ não nó rút lên, là con cảm nhận rất là rõ ràng là nó có trạng thái như là nó bung cái bộ não mình ra. Mà ở trước trán á, trước trán thì nó nặng mà nó ngứa, ở trên đỉnh đầu nó cũng ngứa nữa. Giờ con xin hỏi diện chủ này là trạng thái tốt hay là xấu hay là như thế nào? Có tu luyện cái gì không, hay là khí công cái gì không? Dạ không, con ngày xưa tới giờ là trước khi con gặp Thiền Tông con muốn là để tâm thanh tịnh thôi. Cái đó là dụng công rồi đó, để tâm thanh tịnh là dụng công. Thì coi chừng. Rồi cái lực đó thì lúc nào nó cũng có chân, mà lúc nào nó cũng gồ ngay tim, rồi nó rút lên trên cái bộ não, mà mình có cảm nhận là trong bộ não nó có một cái lực nó bung ra, làm như nó muốn thoát ra, mà trước chán mình nó cũng nặng gì. Bây giờ anh về đo điện tâm đồ, cầm điện tâm đồ là tôi nói cho nghe. Nên nhớ rằng con người ta sống ở đây là sống bằng cái điện từ. Cái chỗ nào mà nó bị hẹp thì nó có cái hiện tượng đó thôi, mình nghe được thôi. Nếu mà trong điện tâm đồ mà nó không bị cản cái gì thì coi chừng cái anh thánh thôi, chứ hoàn toàn là không có xài được. Tất cả này không có xài được. Nếu trong điện tâm đồ mà chỗ nào nó kẹt thì đến đi lao thông chỗ đó lại. Còn nếu mà, bởi vì tôi nói là hồi xưa có nhiều khi mình cũng tu, mình cũng ham muốn thanh tịnh này kia, là làm mấy cái ông kia, ông giúp mình thôi, thấy không? Chứ còn sự thật cái Thiền Tông nó xóa tất cả những cái gì mà cái hiện tượng ở trong người mình, kể cả chứng đắc nó còn dẹp mà không chưa những cái nhỏ, cái li ti nhỏ đâu còn thua gì. Nhưng mà nên khoa học thì nên đi kiểm tra toàn bộ cái điện tâm đồ lại. Mà thứ nhất là cái hệ tuần hoàn của động mạch lớn á, không cần động mạch nhỏ. Đây là nó do cái động mạch lớn, người ta gọi là động mạch chủ, động mạch phụ. Thiền Tông phải cho rõ ràng, chứ đừng có tưởng đâu là tôi được cái này được kia được chứng. Bài mốt bởi vì thành ra trong kinh nói vậy, coi chứng thánh thì bị quần tà. Nên nhớ là tất cả những người tu thiền thấy được chứng thánh là tôi bị quần tà, là bị cái đám tà nó bao nó bao dây mình á. Trước đây thì con cũng ở thất, thì cái trạng thái này nó toàn thân con cũng như là điện vậy, nó lâm gâm, mà con có cái cảm nhận là nó có lần từ trường nó phát ra khoảng chừng 1-2 phân. Mặc dù con biết nó là vật lý, con không có quan trọng về nó, mục đích của con là chỉ để tâm thanh tịnh thôi. Mà con không biết là trạng thái đó là nó như thế nào, mà nó tốt hay nó xấu. Trong thanh tịnh mà anh chưa kia, khi mà tiếp cận được Thiền Tông thì do mấy anh kia anh làm cho mình thích. Vì tại làm sao anh đi ra núi Dinh á, 10 người tu hoàn toàn có cảm giác này hết, và trái núi cấm chỗ đó tu hoàn toàn có cái này hết. Thật vô ngầu dụng công là có, trong vòng 1 ngày 2 ngày là có cảm thấy hết. Tại sao người ta khoái lên núi tu? Có nhiều người tu lên nó màu đắt, mau chứng lắm. Nhưng mà nên nhớ rằng tu mà lên núi Vinh mà anh không có tiền thì anh sống lâu, mà anh có tiền Anh có tiền anh cần giàu lâu đó, anh sống không lòng. Nên nhớ tất cả những người mà giàu có lên núi tu không sống lòng. Tôi nói sơ về rồi biết gì rồi không? Vì tất cả núi mà đá đó là do thần ở, núi mà đá pha đất thánh ở, hiểu vậy đó. Vì thế mà tất cả núi mà pha đất vô tu rất linh, vô tu màu chứng lắm. Thì tôi chỉ nói chứng vậy thôi, rồi còn đi sâu nữa tôi không nói. Mình phải hiểu thế giới này phân quyền cái đất mà nó tốt đó, thì nó mới phát sanh ra cái vật lý tốt, còn đất xấu nó phát sanh xấu, có vậy thôi. Thế giới vật lý này tất cả những gì mà sạch sẽ thì thần ở, còn cái gì mà thánh ở là cái mà đất với đá. Cái đất nó đâu có sạch, đá nó mới sạch, núi mà núi đá nó sạch là do thần ở ngự, nó tùy theo cái đẳng cấp người ta. Còn bây giờ vô thiền tông thì tôi khuyên tất cả những gì chứng đắc bỏ hết. Mình tu từ nào mà mình cảm thấy được mình tạo được công đức là rất mừng vậy thôi. Mục đích của mình là gì? Sách công đức về, chứ không phải là sách cái chứng đắc ở thế giới này mà đem đi về Phật giới được. Chứng đắc là của thế giới này, phải để lại cho thế giới này. Rồi thắc mắc thì hỏi tiếp. Dạ con xin hết, con xin cảm ơn viện chủ. Trong sách Đức Phật có nói cổ máy xoay thuận và ngược chiều âm dương, tức ý nói lỗ đen vũ trụ, thì ngay cả cái thanh tịnh Phật tánh của Như Lai cũng không thể nào biết hết được. Như vậy có nghĩa là sao ạ? Bây giờ đó tất cả những thế giới vật lý này gọi là nó thay quy âm dương. Dương là nó quy ngược, âm là nó quy xuôi, để chi nó cuốn hút thôi, nó sanh hóa. Mà cái sanh hóa này thì ông Phật cũng không có giải. Nếu mà giải ra thì nó qua được cái thế giới vật lý rồi người ta tưởng rồi ông giảng về vật lý, ông bỏ, ông nói cái này. Thế giới này nên nhớ là nói về luật vũ trụ ông không nói, mà ông chỉ nói căn bản thôi. Nếu mà ông nói căn bản rồi đệ tử ông về sau giảng là nó bị sai. Ông không muốn nói cái này. Mà ông có dạng là đợi khi nào của loại người văn minh lên thì nó mới nói được cái này. Mà bây giờ loại người văn minh lên đã nói rồi, nhưng mà rất người chửi. Thế nó cũng khó chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà bây giờ Thiền Tông ra đời là nó giải được căn bản, và để đi trở về Phật giới đi bằng công thức và căn bản. Phải hiểu cái này. Còn những cái câu hỏi mà nó không liên quan thì thôi bỏ đi. Nên nhớ rằng tất cả công liên quan chứng đắc thì lấy Kinh Kim Cang ra làm kim chỉ nam để mình tu thì mới không sai được. Rồi con hỏi tiếp đi. Có trường hợp nào mà vị thần quản lý tánh Phật báo cho mình biết trước 3 ngày trước khi chết, thì ngay khi đó vị thánh xen vào và cũng giả và báo cho mình những cảnh khác hay không? Cái ông thần ông báo thì ông thánh không ở gần. Vì hai cái thế giới này người ta biết, trước khi báo này gọi là báo mật. Nên nhớ rằng ông thánh không biết. Có nghĩa là lúc nào mà thấy giữa ổng với mình an toàn, ổng mới nói cho mình nghe thôi. Ổng sẽ làm xuất hiện thôi, chứ không thể là báo cho ông thánh biết. Báo ông thánh biết là sao? Rồi ông thánh ông làm tầm vậy. Một vị Phật thực thi nhân quả không thể nào để cái mà lộ ra một cái gì cho cái người thứ ba biết. Rồi con hỏi tiếp đi. Trong tam giới và thế giới này á, là do điện từ âm dương bao trùm, còn Phật giới là do điện từ quang. Nhưng vừa rồi con có nghe thầy giải đáp là điện từ âm dương trùm khắp càn khôn vũ trụ. Nay trong đó có cả Phật giới. Vậy có nghĩa là sao ạ? Này nói tầm bậy, ai giảng đây đó. Có nghĩa là cái này là cái điện đầu tiên á, mình nói về cái đầu tiên á, càn khôn vũ trụ có là nó là điện từ quang khắp luôn, chứ không phải đạn từ âm dương khắp. Cái chỗ cái vùng nào mà nó quay á, là cái chỗ vùng đó gọi là điện từ âm dương, thấy không? Vì thế mà cái quay dương, quay âm thì nó là nó cũng từ cái lực quay của điện từ quang nó mới trở thành âm dương. Thì mình giống vậy nè. Bởi vì thí dụ cái biển á, nó không có bão á, thì ở đâu nó cũng là trời trong hết á. Mà khi nó quay, cái chỗ nào quay thì cái chỗ đó là nó là âm dương, nó hút tất cả gì vô đó, nó hút hết. Chứ là làm sao có cái, làm sao mà nói là cái điện từ âm dương mà trùng khắp cũng có, nó từ cụm. Vì thế mà ta nói là một cái vùng đó gọi 1000 cái tam giới, nó gọi là một tiểu thiên thế giới, nó từ dung, thấy không? 1000 rồi 1 triệu, 1 tỷ, rồi cái 1 tỷ tỷ, chứ đâu có cái chuyện nào vậy. Có nghĩa là nghe lộn, điện từ quang trùm khắp càn khôn vũ trụ, theo càn khôn vũ trụ, chỗ nào quay gọi là cái tam giới. Mà một cụm tam giới, một tiểu thiên thế giới là 1000 cái nằm trong cái cụm đó đó, thấy không? Rồi 1 triệu cái, nó làm giống như là mình ở đây một cái nhà, 1000 cái nhà nó là một ấp. Rồi cái là 10.000 cái nhà là một cái huyện, đại khái vậy, nó nâng cấp lên. Chứ đâu có gì đâu mà ấy. Có nghe lộn, đâu có khi nào mà điện từ âm dương mà trùm khắp cái vũ trụ này không có. Điện từ quang, chứ không phải điện từ âm dương. Rồi hỏi Tế Bì. Câu này con đã từng nghe bác giải thích rồi mà con chưa được rõ, nhờ bác giải thích lại cho con hiểu rõ hơn. Nhất nhân thành Phật cũ quyền thăng. Nhất nhân thành đạo quyền Phật. Nhất nhân thành đạo cũ quyền thăng. Thấy không? Không phải thành Phật. Thành đạo này là cái gì? Nên nhớ một điều đó. Thành đạo ở đây là được xếp vào thành A-la-hán. Nên nhớ là thành A-la-hán cứu quyền thăng. Một vị A-la-hán có nghĩa là nó cứu quyền mình đã nằm ở trong trái đất này. A-la-hán được quyền độ cứu quyền đi về thành A-la-hán hoặc đi cõi lành. Thấy không? Thăng là thăng lên từ cái cõi thấp đi lên cõi cao. Có nghĩa là ở dưới hang giếng thì trèo lên hang giếng chứ không phải đi giải thoát được, thấy không? Nhất nhân thành đạo, đạo đây là đạo thánh, đạo A-la-hán của quyền thì được quyền xem hết. Nói thí dụ mà đứa cháu nó thành A-la-hán, nó ông bà ơi, thôi giờ con thành A-la-hán con biết, coi như xuống ta nói chuyện được mà. Thì nói ông bà đi thì con sẽ trợ giúp cho ông bà. Nhớ mà A-la-hán được quyền trợ giúp mà. Cách mà đưa ông bà mình ở địa ngục không bất cứ đâu. Có nghĩa là ông bà thành con sâu, con trâu, con bò, ổng vẫn lại nói chuyện được. Nó tại sao ông bà là vậy? Nó đúng với ngôn ngữ của con trâu rồi, ông bà biết rồi. Thì bây giờ chỉ cách cho ông mới trở về. Lên, thăng là đi lên đó, chứ không phải là thành Phật. Chứ nhất nhân thành Phật của quyền thăng. Nếu mà thành Phật của quyền thăng là ông Thích Ca thành Phật, ông Tịnh Phạn thành hết rồi. Đâu có cái chuyện đó đâu, thấy không? Rồi cũ quyền là bao nhiêu đời của ông nội, ông cố gì của ông Thích Ca nữa làm sao? Không có thăng. Đức nhân thành đạo, nhớ là đạo là A-la-hán, thành A-la-hán. Ở trên thế gian này, thành đạo là thành A-la-hán, chứ không phải thành đạo là thành Phật đâu. Thành Phật về Phật giới mới thành. Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ. Hiện tại thì cũng đã hết câu hỏi, nhưng mà bữa nay có chương trình dài cho nên sẽ xin kết thúc chương trình giải đáp buổi chiều ngày hôm nay tại ở đây ạ. Hẹn quý vị vào tuần sau có buổi lễ truyền thiền vào buổi sáng. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.